tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, xã Đại Đồng Thành, thôn Á Lữ, kính lạy Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương, quý của người là Nguyễn Quảng, Thủy Tổ, họ Nguyễn Việt Nam. Hôm nay ngày 28 tháng 10 năm Kỷ Hợi, hậu duệ của họ Nguyễn Việt Nam chúng con tổ chức hội nghị chủ bị để chuẩn bị cho đại hội họ Nguyễn Việt Nam lần thứ hai. Xin kính cẩn bái lạy người, kính mong người phù hộ độ trì cho một, hội nghị chủ bị đạt kết quả tốt đẹp; hai, đại hội người họ Nguyễn Việt Nam thành công rực rỡ; ba, xây dựng thành công nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam trên mảnh đất thiêng liêng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao tặng. Kính cẩn bái nhất người. Sau thì xin mời các ông các bà xuống đi nhà thờ Bắc Ninh bó lễ nhá. Chào cô.